Thưa quý vị và các bạn, kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 diễn ra tại Lào Cai. Vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 4, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã diễn ra lễ tiễn đoàn công tác cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc về nước. Trực tiếp tiễn đoàn tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai có đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nghi lễ tiễn đoàn được tổ chức trang trọng với nhạc lễ cờ hoa. Sau nửa ngày tổ chức với nhiều hoạt động quan trọng và ý nghĩa, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 diễn ra tại Lào Cai đã thành công tốt đẹp. Ngày 12 tháng 4, đoàn công tác cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sẽ sang Trung Quốc tham dự các hoạt động trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam.